Yến ơi, Yến, Yến ơi, Gì vậy? Ai kêu đó? Cái gì đó? là anh nè. Giờ này biết mấy giờ rồi không? Nửa đêm nửa hôm qua đây làm gì á? Anh Nhìn cái gì vậy trời? Bộ lạ lắm sao nhìn vậy? à anh thích sự giản dị ở chỗ này. Vậy là nói tránh nói giảm dữ chưa? Cái gì vậy? Đại về Gì? không được rồi, trốn đi. Ai vậy? Chú đại về. Ê, bây Ai? giờ đi trốn đi. Vô 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 đây, nhanh lên. Mẹ. Vô đây hả? Núp cái đầu vô luôn. Ủa? Giờ này sao còn ngồi đây? Ai, em gái gì đâu lâu không gặp là mặt lạnh luôn. Anh còn coi em là em gái của anh đó hả? Anh biết anh bỏ nhà đi ai cũng lo lắng cho anh không? Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về. Anh coi cái chỗ này là cái chợ hay gì? Cái chợ người ta còn phải trả tiền á để chọn chỗ ngồi nữa. Ở đây anh được ăn miễn phí, anh được ngủ miễn phí, được yêu thương. Vậy mà anh coi anh hành động hành xử thế nào, anh có đáng mặt làm anh không hả? Đứa thần, mày dám la anh trai luôn. Ai sai con cũng la hết đó. Chú sai đi con cũng la chú luôn á. Ký đâu mày nhờ. Ghê. Còn anh nữa, bây giờ khó khăn mới lết cái thân về đây vậy. Anh có nỗi khổ của anh mà. Trời, nỗi khổ. Ủa, mà sao về đây? Anh hỏi thiệt á. Thì đây là nhà của em muốn về nào em về chứ. Mà hỏi anh câu nè, anh biết nhà là gì không vậy? Anh còn không biết là gì nữa. Sao mà nói cho em biết? Dương sao rồi? Dương gì? Dương sao là sao, liên quan gì tới em đâu mà hỏi trời. Sao không liên quan? Mà hồi trưa là còn nhiệt tình với mọi người lắm mà. Nhưng mà em không biết, em ghét ổng lắm. Tại ổng làm cho anh bỏ nhà ra đi đó. Không phải đâu, là tại anh. Em cũng đừng trách anh Dương nữa. Ủa, nè. Vậy? Ông Đại đâu rồi? Trời đất ơi, ông chạy cái gì mà như ăn cướp vậy trời? Đi ngang cái xe hủ tiếu tôi kêu không lại là không lại là sao trời? Không thèm dòm luôn á. Ê Quân. Cái... Dạ. Đồng nghiệp anh báo là tìm được mấy căn nhà giống như bé Tít nó mô tả đó. Vậy mình đi liền đi. Đi đâu? Biết bây giờ mấy giờ không? Nghỉ làm sao mà đi vậy? Chị Cầm nói đúng đó. Thôi khuya rồi, nhà nghỉ đi. Mai tính. Nhà nó còn đó chứ nó có một chân nó chạy đâu. À. Trời đất ơi, sao sấm chớp dữ vậy nè? Tôi chết rồi. Nè nè nè, mẹ con Ngọc á, bây giờ ở ngoài đường đúng không? Dạ. Chết rồi, mưa gió vậy là bệnh chết, nhất là con bé con đó. Để em gọi cô Nhi coi bên đó có mưa không. Ủa nè, bà Nhi bà ở với hai mẹ con đó hả? Dạ, mấy nay em đi tìm nhà cho nên cô Nhi qua coi hai mẹ con chị Ngọc. Ồ. Dạ cô, ở bên đó trời đang có chuyển mưa không cô? Vậy hả? Vậy cô coi hai mẹ con chị Ngọc nha. Dạ, bây giờ để con chạy qua liền. Dạ. Bên đó cũng đang chuyển mưa chị ơi. Thôi chết rồi, không được rồi. Bây giờ phải qua bên đó. Không ấy, đưa nó về đây. Ở đỡ trong này cũng được nè. Thôi để tôi đi, đi. Ở nhà, không có đi đâu hết á. Nè, giữ tôi này coi, có áo mưa không? Có. Tôi đây. Yến, giữ giùm anh cái này nha. Rồi, đi cẩn thận màu tím nha. Là của bà đi nha. Quá một lon này một kia, đi đi. Tôi đi nha. Ấy. Ủa. Ấy. Đi chưa? Đi ra đi. Anh nữa. Tự nhiên
nhận mình là người làm cho anh Quân bỏ nhà đi, làm cho em tốn thời gian, tốn công sức, giận ổng cũng tốn cả lo chứ bộ. Hai người y như là người yêu của nhau vậy á, sáng nắng chiều mưa, chui chui giông bão. Về giùm tôi cái đi, cười cái gì? Cái gì? Về. Trời sắp mưa rồi kìa. Anh cho em coi với. Coi cái gì? Không được. Từ lúc anh lên màu, anh sẽ không cho bất kỳ ai coi cho đến khi anh hoàn thiện. Khó dữ vậy. Dễ ai cũng làm rồi, đúng không? Từ hôm nay, chỗ này là chỗ học nhảy thường xuyên của em. Tôi nhận ra bài thơ nhỏ chẳng ở đâu xa. Rồi em sẽ làm nên chuyện. Cái gì hả? Gì? Gây chuyện? Em gây chuyện hả? Anh mới là người gây chuyện đó. Anh nói cái gì vậy? À, ý của anh không phải vậy. Rồi em sẽ làm nên chuyện chứ không phải là gây chuyện. Chưa gì xù lông nhím lên rồi. Em làm nên chuyện. Cuộc đời là một chuyến đi, dừng lại hay bước tiếp khi mỏi mệt quá, thì hãy luôn tin vào duyên lành ta chẳng tư đi sẽ kết trái đơn hoa. Tình yêu tự như tầng cây che mát tô bóng bình yên, giữa bóng cây ấy chẳng có những đớn đau hay muộn phiền, chẳng có gì quá lớn nào. Ủa gì vậy? Sao quay mà ông nói nghe nghe? Em chuẩn bị chứ. Thấy không được đẹp lắm mà cũng quay. Cùng đan bàn tay sẽ chia ấm áp để gió nhẹ đưa. Anh nhìn gì vậy? Một phút say sóng ta gắn thêm tiếng yêu không hề thua. Hay là em cũng quay cho anh đi. Anh cũng nhảy nữa hả? Đi 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 vô. Vô để em quay cho. Lui xíu nữa nó mới đẹp. Hết chỗ rồi. Thôi đứng đó được rồi. Bây giờ em bắt đầu quay nha. 1, 2, 3 Action. Yến, anh thương em. Anh thương em. Buồn quá à. Mình có lòng tốt nhưng mà lại bị đặt sai chỗ. Mày lừa ba tao, giờ lừa tới em tao. Mời khán giả đón xem Dưới Bóng Bình Yên lúc 19:30 trên kênh HTV7.